Ở đây chúng ta sẽ new một cái class B2 máy tính bỏ túi. Rồi nhìn giúp thầy nha, kỹ. Máy tính bỏ túi của mình hồi nãy mình đã phân tích layout rồi. Chú ý lại cái layout giúp thầy. Mình có một cái panel lớn đi. Và panel lớn này mình chia làm hai phần. Grid 21. Và cái phần ở trên thì mình lại có một cái panel nhỏ. Panel này mình sẽ chia grid 32. Còn cái dưới là khỏi chia. Thì nó là floor layout. Rồi, như vậy thì đó là cấu trúc của mình. Thứ nhất là các bạn sẽ khai báo biến toàn cục private reframe. Mình để là mainframe. À, bạn sẽ có một cái repanel. Panel thì thầy sẽ dùng một cái p min một cái p một một cái p hai và trong này thì mình lại có mấy cái label. Glabel thì mình sẽ có LBL, thứ nhất là first num, thứ hai là LBL second num, thứ ba là LBL result. Mình sẽ có cần nữa là retest field. Retest field TXT first num, TXT second num, TXT result. Rồi mình sẽ cần gì nữa? Rebottom btn cộng btn trừ btn nhân btn chia. Đó là những thành phần mà mình cần có trong cái giao diện này. Như vậy thì bạn sẽ viết cho thầy một cái phương thức khởi tạo b2. Trong phương thức khởi tạo này mình sẽ gọi một cái phương thức để tạo giao diện. Mình muốn thì mình viết riêng, còn không thì mình viết chung cũng được. Nhưng mà viết riêng thì nó tiện hơn. Rồi, trong cái phần mà tạo giao diện này thì mình sẽ làm gì? Trong phần tạo giao diện thì chúng ta sẽ có cái thứ nhất. Bây giờ là chúng ta đang dùng đến ba cái panel ha. Main B1, B2. Như vậy cái thứ nhất là mình sẽ có cái mainframe bằng new reframe. Chỗ này mình sẽ để ở đây là máy tính bỏ túi. Nó là title luôn đó. Lúc nãy thì mình set cho nó là cái gì? Mình set layout cho thằng mainframe. Nhưng mà bây giờ thầy có thêm một cái panel riêng. Thì thầy sẽ có là pmain, tức là panel main, bằng new repanel. Chỗ này mình sẽ đưa vô cái layout chỗ này. Panel lớn thì mình sẽ new read layout.
Read layout chỗ này của mình là hai dòng một cột là cái chính. Rồi sau đó mình sẽ có cái B1 bằng new gpanel, và chỗ này mình sẽ tạo cho thằng này là new read layout 3 dòng 2 cột B2 bằng new gpanel. Chỗ này không cần new cái gì cả thì nó là floor layout. Rồi mình đã chuẩn bị các thành phần. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nữa là gì? Những cái thành phần con label, text field, bottom. Như vậy có bao nhiêu thành phần thì mình cứ new hết đi. Rồi sau đó mình add sau. Thứ nhất là label ha. Như vậy chỗ này là mình sẽ có lbl first bằng new glabel. Chỗ này mình sẽ để là first number. Lbl second bằng new glabel. Second number lbl reserve bằng new glabel. Rồi txt first bằng new retest field. Txt second txt reserve bằng test field. Ptn bằng new rebottom. Tương tự như vậy, từ từ mình thêm vô, mình copy trước đi, mình thêm sau. Như vậy chỗ này là cộng, chỗ này là trừ, chỗ này là nhân, chỗ này là chia, trừ, nhân, chia. Như vậy là mình nêu được hết đủ các thành phần mà mình cần rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình thêm vào nè. Thêm thằng nhỏ trước. Thằng nào nhỏ nhất? À, mấy thằng label với text field là nhỏ nhất đúng không? Rồi mình lấy nhỏ nhất đó, mình thêm vô B1. Rồi thêm thằng B1 vào B-main. Rồi lấy mấy thằng bottom thêm vào B2. Đó, cứ thêm thằng nhỏ nhất trước. Như vậy thì thằng là label first num thêm vào đâu? B1. Như vậy B1 chấm add. Add cái lbl first num. Kịp không? B1 chấm add txt first num. B1 chấm add lbl second. B1 chấm add txt second. B1 chấm add lbl reserve. B1 chấm add txt reserve.
kịp chỗ này không? 6 thành phần ẹt vào B1. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy cái B2 chấm ẹt cái gì? BTN cộng P2 chấm ẹt BTN trừ P2 chấm ẹt BTN nhân P2 chấm ẹt BTN chia. Rồi, mình có B1 rồi, có B2 rồi. Bây giờ mình sẽ lấy B min chấm ẹt B1. B min chấm ẹt B2. Và mình sẽ lấy cái F min. Nãy mình khai báo gì? Mainframe. Mainframe chấm ad b main. Đó. Như vậy thì chúng ta đã thêm được tất cả các thành phần vào bên trong một cái frame của mình. Bây giờ chạy được chưa? Chưa, mình phải có một cái phương thức main nữa mình mới chạy được. Còn không thì mình gọi từ cái lớp khác. Như vậy lúc này mình sẽ khai báo cái bài 2 máy tính bỏ túi. Bài 2 bằng new. Phía dưới này mình thiếu cái thằng visit nè. Chấm set visit true. Rồi xong rồi đó. Chạy thôi. Còn thiếu kích thước ở ta. Như mình thiếu kích thước đúng không? Ừ. Rồi mình đang thiếu kích thước rồi. Đóng hết mấy cái cũ lại. Ở chỗ này cái mainframe của mình đang thiếu kích thước. Ở đây mainframe của mình sẽ set size. Set size mình cho là 400.300. Mainframe của mình sẽ set location null. Rồi. Ok. Được chưa? Đó, lên cái máy tính thôi. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có là mainframe, kích thước, vị trí. Sau đó thì đối với lại mình có một cái pmain. Thêm vào git layout, chia thành 2 dòng, 1 cột. B1, 3 dòng, 2 cột. B2, và tất cả các thành phần mình sẽ nêu cùng một lượt cho nó dễ nhớ. Sau đó thì B1 có những gì, mình sẽ add hết vào. B2 có gì, add hết vào. Lấy cái B1 add vào main, B2 add vào main. Và lấy cái bmain add vào mainframe. Xong ha. Bây giờ thầy sẽ xử lý sự kiện nè. Xử lý sự kiện.
Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ có bốn cái nút này nè, bốn cái nút BTN sẽ xử lý sự kiện. Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ biết một cái sự kiện cho các cái nút. Thì các bạn có thể là đưa xử lý sự kiện ở đây hoặc là ở trên. Như vậy mình sẽ có btn cộng chấm add action listener. Được chưa? Như vậy chỗ này các bạn có thể là viết trực tiếp cái action listener ở đây. Hoặc là bạn sẽ viết riêng. Ở chỗ này nó kêu là đưa vô một cái lắng nghe là action listener. Thì bạn sẽ khai báo phía trên này giúp thầy một cái action listener L bằng new action listener control space. Thì nó sẽ tự động nó thêm cái override cái phương thức này cho mình. Rồi, bây giờ trong này mình sẽ viết cái gì ở đây? Mình đang có là cộng rồi. Bây giờ mình thêm thằng trừ nhân chia trừ nhân và chia. Bây giờ thầy sẽ thử xử lý nha. Thầy sẽ lấy là txt result chấm set test. Thầy lấy cái thằng e chấm get action comment, chưa làm gì hết, thầy chỉ lấy vậy thôi để cho các bạn thấy là mình đã tác động đến làm gì từng cái nút bấm. Đây các bạn sẽ thấy thầy đã tác động đến nút bấm nè. Thầy sẽ nhấn vô phím cộng, thấy nó có cộng chưa, nhấn vô trừ, nhấn vô nhân, nhấn vô chia. Như vậy đã có sự kiện chưa? Có rồi. Bây giờ mình đi xử lý sự kiện. Như vậy bây giờ mình xử lý sự kiện, mình xử lý cái gì? Ở trong này chúng ta sẽ xử lý sự kiện bằng cách là chúng ta có string. Chỗ này str, mình đặt tên gì cũng được, bằng e chấm get action comment để mình biết là mình đang nhấn nút nào. Được không? Rồi, mình sẽ có một cái biến để nó chứa cái số thứ nhất. Số của mình kiểu in hay là kiểu double? Kiểu gì? Kiểu double đi ha. Như vậy mình sẽ có double first num phải second num phải result, được không? Thứ nhất first num nó sẽ bằng gì? Kiểu double. Mà cái số của mình nó đang nằm đâu? Cái số first number của mình đang nằm đâu? Đang nằm ở TXT đúng không? Vậy làm sao mà nó gán qua cho double được? À, pair qua. Double chấm back double TXT first num chấm get test. Được không? Bạn phải xử lý sự kiện chỗ này nhé. Lỡ mà người ta đưa chữ vô làm sao? Làm gì chỗ này? Hả? Bắt lỗi, ok. Hoặc là mình sẽ làm gì? Try, nhớ kết nha. Còn try mà không kết thì rất là nguy hiểm nha.
Được chưa? Bạn sẽ cố gắng là try có kết vào giúp thầy. Chỗ này try rồi bạn sẽ xử lý cái chỗ try kết này. Tạm thời là mình chưa, mình cứ cứ làm bình thường đi, rồi bạn muốn xử lý thì bạn sẽ xử lý try kết. Second number bằng chỗ này chúng ta sẽ có second number. Và chúng ta sẽ kiểm tra là cái phép cộng hay là phép trừ. Thì chúng ta sẽ có cái 6. 6. Cái gì đây? STR. Nếu trong trường hợp STR mà dấu cộng thì chúng ta làm gì? TT result chấm set test sẽ bằng gì các bạn? First number cộng với second number, được không? Rồi chỗ này nó đang bị lỗi là chuỗi nè. Mình sẽ làm gì? Cộng với cái này là mình mị dân nó thôi. Chứ đúng ra là mình ép kiểu. Nhưng mà đây là một cách ép kiểu. Chuyển từ số qua chuỗi bằng cách là cộng thêm chuỗi rỗng. Rồi. Trong trường hợp mà key của mình là gì? Key của mình là trừ. Thì chỗ này là first trừ trừ last. Rồi trong trường hợp key của mình là nhân thì chỗ này là nhân. Đặc biệt là chỗ chia, các bạn phải kiểm tra giúp cho thầy số thứ hai là second number khác không nhé. Rồi các bạn sẽ kiểm tra chỗ đó giúp thầy. Như vậy mình đã có cộng trừ nhân chia, coi như là dữ liệu đầu vào của mình là đúng nha. Coi như là dữ liệu đầu vào của mình là đúng. 1, 2, cộng. Ổn không? Trừ, nhân, chia. Ủa chia sao vậy? Hả? À, hay quá, ok, cảm ơn em. Như vậy là mình đã có cộng trừ nhân chia. Ví dụ như là 3, 2, cộng, trừ, nhân, chia. Dễ không ta? Sao thấy dễ mà? Rồi ok, video này là full từ đầu đến cuối. Vui lòng về xem lại, tự code lại giúp thầy, làm đẹp hơn càng tốt. Còn nếu không đẹp hơn thì cứ như thế là ổn. Được không? Được ha. Bạn nào mà kéo thả bỏ đi.